Sáng ngày 26 tháng 2 năm 2021, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy phiên họp thường kỳ tháng 2. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Dũng, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo một số phòng trực thuộc các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn liên quan của huyện. Tại phiên họp, Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến vào các báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2021-2025. Đề án đưa chăn nuôi ra ngoài khu dân cư trên địa bàn huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2021-2025. Báo cáo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao tại quyết định số 117 ngày 13 tháng 1 năm 2021. Dự thảo báo cáo tổng kết nghị quyết số 05 ngày 14 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên giai đoạn 2013-2020. Đề án số 04 ngày 5 tháng 5 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên giai đoạn 2014-2020 và đề án số 04 ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng chi bộ đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn 2017-2020. Dự thảo chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, triển khai một số nội dung quan trọng khác. Trên cơ sở các nội dung dự thảo đề án và ý kiến gợi ý của đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, cho ý kiến tập trung vào một số nội dung như đề nghị đề án cần đánh giá khái quát thêm thực trạng, nhấn mạnh sự cần thiết để xây dựng đề án, nêu rõ đối tượng, mục đích và phạm vi thực hiện, công tác bố trí nguồn lực để thực hiện các đề án, công tác rà soát quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất để thực hiện. Đối với đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, một số đại biểu đề nghị cần nghiên cứu mở rộng thêm phạm vi đối tượng thực hiện, rà soát, đánh giá lại toàn bộ diện tích đất trên địa bàn huyện, thống kê tình trạng cơ cấu cây trồng để thấy được sự cần thiết phải thực hiện đề án. Đề nghị xây dựng mô hình điểm phải được thực hiện ở những nơi trọng điểm, trong đó quan tâm đến các xã, dồn thửa đổi ruộng để xây dựng mô hình điểm, v.v. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao ý kiến tham gia của các đại biểu. Đồng chí yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu các ý kiến tham gia của đại biểu, nhất là ý kiến tham gia rất là tâm huyết của đồng chí Nô Tất Chánh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đối với các đề án chương trình về phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện. Đối với đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, đồng chí yêu cầu cần tập trung nghiên cứu thêm các văn bản, nghị định của Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đối với đề án đưa chăn nuôi ra ngoài khu dân cư, đồng chí yêu cầu phải đảm bảo yêu cầu nâng cao hiệu quả, tạo ra giá trị sản xuất, giá trị sản phẩm cao hơn, bảo đảm môi trường, xây dựng khu dân cư, nông thôn mới, xanh, sạch, đẹp. Đối với báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung ký cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện một số nhiệm vụ trong năm 2021, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Xuân Quang yêu cầu tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các nội dung theo cam kết, quan tâm đến các chỉ tiêu còn chậm như chỉ tiêu kết nạp đảng, xây dựng công tác thanh tra, xử lý vi phạm luật đất đai, giải quyết khiếu nại tố cáo 4 vụ việc. Riêng chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, đồng chí đề nghị các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện tăng cường chỉ đạo các khối theo nhiệm vụ được phân công để triển khai các nội dung, các nhiệm vụ được giao. Các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị mình phụ trách chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu trên, đảm bảo chỉ tiêu được giao. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai một số nội dung quan trọng khác trong công tác tổ chức cán bộ.